Rồi, xin chào, chào mọi người. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB Cuộc Sống Hoa Nhật. Kính chúc mọi người có một tuần mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình nhé. Làm việc thì gặp thật là nhiều may mắn. Thì ngày hôm nay đó là ngày đầu tuần mọi người. Thì hiện tại là bây giờ mình với Hồ đang ngồi ở chỗ cái sông nè mọi người, cái sông kế bên xưởng một của mình nè. Ở đây là xưởng một của mình, thì cái view này thì cũng đã từng quay cho mọi người rồi đấy. Thì hôm nay là không biết có cái chuyện gì á mọi người. Thì Hồ cứ nói là anh Phúc ơi, ngày mai quay phim là cho em ké với. Em có cái này nè, muốn chia sẻ gì đó, mình không biết mà mình hỏi á. Hồ không có chịu trả lời luôn mọi người, đến bây giờ luôn nè, im ru luôn nè. Rồi bây giờ em muốn chia sẻ gì? Đó, cũng không có gì vấn đề chia sẻ gì đó, là sợ muốn làm bất ngờ với anh thôi. Bất ngờ gì? Chung là giờ anh hứa anh đừng dặn đi, hứa mọi người anh đừng dặn em. Dạ, cái chuyện gì hay cả. Cái vụ gì mới được? Không được dặn ai luôn. Không biết. Em phải nói cái vụ gì mới được biết anh dặn không? Đi chứ. Em không làm gì chị tự nhiên, đâu, anh... tự nhiên mà làm giờ kêu hứa đừng có giận mọi người. Lỡ đang ngồi đây xô mình thế xong rồi. Ai đâu làm gì. Em không làm gì đâu, nhưng mà anh phải hứa là vô. Dạ anh phải hứa là dù chuyện gì xảy ra là anh không được dặn thôi, ai hết. Nguy hiểm quá, nguy hiểm. Tự nhiên nói là đang ngồi đây kế bên bờ sông luôn mọi người. Tự nhiên là nói là giờ có chuyện gì xảy ra không được giận. Giờ không lẽ gió hỏi anh xuống đó thôi chứ em không có dám đẩy đâu. Thì ai biết. Ai biết được tự nhiên rồi đi xô cái rứt đó sao? Không có nói đâu. Giờ chứ cái vụ gì em nói đi. Giờ anh hứa đi, anh hứa là anh không dặn, hứa mọi người làm chứng. Cái vụ gì mới được? Nó liên quan tới cái gì? Nó liên quan tới sự tốt đẹp thôi chứ không có gì xấu xa hết. Anh hứa đi, hứa mọi người hứa, không hứa, dặn. Phải hứa rồi, được hả? Phải hứa để dặn có người ấy nữa. Ấy nữa đó, đó là anh hứa đi, anh không dặn. Là dù gì không biết. Thì anh hứa đi rồi em nói. Rồi hứa luôn. Rồi. Hứa ai dinh dự nghe nó có mọi người làm chứng mọi người nữa. Một phút mình phải dặn mình nhờ rồi mọi người. Không biết cái gì luôn á mọi người. Thầy Hồ làm gì kỳ bí quá. À, chờ em xíu đi, em đi đây kêu. Đi đâu? Em đi ra đây xíu em quay lại. Cái vụ gì á mọi người, mình không hôm nay là mình không có biết vụ gì luôn á. Tự nhiên là hôm qua đi làm á mọi người, cái Hồ gặp mình cái đó là anh ơi ngày mai á là quay phim á đầu tuần cho em ké với. Em có cái này muốn chia sẻ, hỏi cái gì để mình dẫn á, mọi người mình chia sẻ quen rồi đó, mình dẫn Hồ để biết mở bài thân bài kết bài này nọ đó. Mà Hồ không có nói bí mật là bí mật à. Không biết cái vụ gì nữa. Được chưa? Rồi xong nè em. Cái gì à? Cầm gì à? Đồ. Cái gì? Nó này em phải ngồi xuống đi mọi người mới thấy. À em ngồi xuống. Cái gì? Đồ. Đồ gì? Đồ. Tự nhiên hai cái túi đi mua đồ cho ai à? Mua đồ cho em. Ừ. Mua cho em xong anh tặng anh. Cái gì tặng anh? Đây là món quà của em. Cái gì tại lý do sao tặng anh? Sinh nhật anh. Sinh nhật đâu? Nhật mai tới. Mai tới là gì có? Mai tới rồi. Có mà. Nay có. Nay 28 rồi. Ừ. Mai 29 là ngày 14 âm lịch. Làm gì? Bậy bạ đâu ngày 24 âm lịch. Có người nói ngày âm lịch là thứ tư. ngày 14 âm lịch là thứ tư. Bữa nay mới thứ hai. Nhưng mà em làm nó tặng sớm nên trời bữa nay em bận. Đây cái này hàng gấp, bữa nay em bỏ tăng ca luôn nè, để mất công trời ơi, em chửi em á. Cái gì? Cái quà gì? Quà này là quà của em. Mà quà gì? Tặng sinh nhật sớm cho anh. Sinh nhật gì? Đâu sinh nhật đâu. Đó, anh phải đây đâu, lộn ơi. Không có lộn. Ai nói cho em biết? Mọi người ơi, nói cái chị gì đừng dặn em, nó khai luôn chứ giờ. Bạn gái anh đó. Trời ơi, bạn gái đi bán đứng mình luôn á mọi người. Mà bánh mà đúng không? Đúng sinh nhật anh không? Anh mua đi em không kỳ lắm á. Sinh nhật là ngày hôm nay luôn nè. Sinh nhật ngày nay luôn. Ngày Tây 28 tháng 9. Mà đâu nói cho ai biết đâu. Không thì có người nói cho em mới biết nè. Trời ơi, không ngờ luôn mọi người. Dạ. Bạn gái mình đang ở Việt Nam á mà âm thầm với Hồ. Cái này là hàng chi là nói chung là sáng giờ cứ dặn mình á. Bạn gái mình dặn á mọi người. Hồi đã mình nói là cái ngày sinh nhật của mình không có quan trọng á. Mình không có gọi là mình không có nhớ luôn á mình. Tự nhiên là thật sự là mình không nhớ ngày sinh nhật của mình luôn á, mình chỉ nhớ ngày âm lịch thôi. Và sáng này tự nhiên là có một người bạn, bạn cũng rất là lâu rồi, cái nhắn tin cho mình, tin nhắn là chúc anh Phúc hôm nay sinh nhật vui vẻ hạnh phúc và mau cưới vợ. Bạn trai, bạn nhiên, gái trời. Bạn trai, bạn thân trai, lắm. Nói chung là ở Việt Nam á, bạn ấy tên Khoa. Cảm ơn Khoa nhiều nha Khoa, nếu Khoa có xem video này, cảm ơn lời chúc của Khoa nhiều nha. Chứ là hôm nay không chúc là quên ngày sinh nhật luôn á. Rồi,
tới. Chỉ có chị có nói là cho bạn gái biết thôi. Nói chung ở bên Nhật này không ai biết luôn á. Không, giờ tới giờ em biết nè, em biết rồi nè. Thì bỏ vậy. Nhưng mà em biết là em biết, nghe nói ngày âm thôi, đâu biết ngày hôm nay đâu phải không? Nó biết ngày nay luôn, mình nhớ ngày 29 mà. Tá. Rồi em rồi nay nè. Trời ơi, quà của em nè. Em trời ơi, đâu có làm gì đâu mà tặng quà. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thành công mới, nhanh nhanh được gì à. Mới rồi coi được không? Thôi, để về nhà coi. Giờ thấy hơi hé rồi. Rồi ok, cảm ơn Hồ nhiều nha. Rồi, của em xong rồi để qua sau lưng đi. Quả của em không thấy đâu nè, để hơi bay biển luôn. Còn cái vỏ của ai? Còn vỏ này là vỏ của người yêu anh. Gửi trên chuyến bay mang tên của hãng hàng không yêu xa. Trời ơi. Có lời nhắn nhủ là... Anh hỏi anh á, anh hỏi em á. Thôi để em nói xong chưa, đi. Tên hỏi em rồi, anh nói đi. Em là quen ai? Em quen ai? Em quen anh phải không? Ờ. Tại sao em không nói cho anh biết? Làm bất ngờ, nói anh biết thì lấy gì bất ngờ. Bất ngờ gì đó, anh nói là ở Việt Nam xa xôi mà tự nhiên nhận lời chị á. Hả? Tự nhiên nhận lời chị á. Thôi thì cũng nhảy anh thì sinh nhật anh thì có gì đâu, quà có gì đó. Trời ơi. Trời ơi. Thì nói tới chuyện em anh làm lợi. Quê, sinh nhật em sắp tới rồi, sinh nhật em sắp tới rồi. Sinh nhật em tháng mấy? Nhật em chung với người em luôn á. Đã nói rồi. Đã nói rồi, không có làm gì hết á. Vậy mà cũng gán, anh không ngờ luôn, anh không ngờ là em liên lạc với Hồ luôn. Phải hỏi là đừng có cho biết Facebook của Hồ được rồi. Thôi, chứ... cho biết Facebook của Hồ giờ vậy đó. Mọi người thấy không? Mọi người thấy người yêu của mình không? Vợ sắp cưới của mình không? Hôm nay là đòi là cứ là phải gửi bằng được là quà qua cho mình. Mình nói là không có được, nó sắp về rồi. Ông gửi là tốn kém chi phí này nọ tùm lum hết á. Mà nói chung là quan trọng là tấm lòng thôi mọi người, chứ mình đâu cần quà cáp gì đâu. Muốn là chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi về Việt Nam rồi mà cũng cố gắng là như vậy. Nói chung là cũng cảm ơn em nhiều. Không được dặn nha, không được dặn, quan trọng là không được dặn. Giờ yêu tương lai của anh, thương em nhiều lắm. Cảm động quá ha. Là nhắn gì? Nhắn của anh là quên rồi. Không, em nhớ dài lắm chứ mà để em nói coi. Chồng ơi, chúc chồng sinh nhật vui vẻ. Vợ mãi là hậu phương của chồng. Chồng hãy yên tâm làm việc, giữ gìn sức khỏe. Chồng. Trời ơi, cảm động quá mọi người lắm. Ơi. Không ngờ Hồ nó thông đồng với vợ sắp cưới của mình. Không thông đồng mà hợp tác hay không đồng đâu. Mở ra coi được không? Hả? Cái này mở ra coi nhà được. Coi đi về nhà. Mở ra coi luôn đi. Thôi. Về nhà coi đi, về nhà anh khui ra anh tự quay anh tự ấy tự update luôn. Tự update gì hôm nay là cho mọi người xem luôn chứ. Thôi về nhà coi đi. Chị mở quà cho em ha. Thôi đồ em luôn, đừng coi đồ em là để cho mặt ở nhà. Ở đây là có hai vỏ quà mà không cho mở coi mọi người. Thôi. Nói chung hôm nay cũng hơi bất ngờ một tí. Nói thật, thật sự là bất ngờ luôn mọi người. Mình không có biết là hôm nay là cái người yêu của mình là hờ nhờ Hồ luôn. Mình cứ nghĩ là em nói là sẽ gửi máy bay qua nhưng mà máy bay là chỗ mình là chưa có bay thì mình nghĩ là gửi không được đâu. Hãng hàng không yêu xa Việt Nam, hãng hàng không yêu xa đó, có máy bay không yêu xa luôn chứ. Nói chung á là hôm nay là cái ngày sinh nhật của mình, thật sự là mình không muốn nhớ mọi người. Trời tại ơi. Vì mình có cái có quan quan niệm á là khi nào mình tổ chức sinh nhật được cho ba mẹ mình thật hoành tráng rồi á thì mình mới nhớ và tổ chức sinh nhật cho mình. Chứ mà mình chưa làm được điều đó là mình chưa có tổ chức sinh nhật cho mình. Và từ trước giờ luôn á mọi người, thật sự luôn như vậy luôn. Trước giờ thì có tổ chức sinh nhật cho ba mẹ nhưng mà chỉ có mua bánh kem và đêm giao thừa thôi. Nhưng mình dự định là mình sẽ đi Nhật về, mình sẽ tổ chức một cái tiệc sinh nhật hoành tráng cho ba mẹ vào năm tới. Sau là mình tổ chức sinh nhật cho ba mẹ xong á thì lúc đó mình mới nghĩ đến bản thân của mình. Đó là cái lời hứa mà tự mình hứa với cái lòng của mình đó mọi người. Nên là đó giờ là nói chung ít người mà gọi là biết sinh nhật của mình cũng giấu sinh nhật mình cách đây mấy năm rồi. Đó, do đó thì hôm nay cũng khá là bất ngờ vì người yêu của mình mà nói chung là liên hệ sau đó với Hồ mà nhờ Hồ là tặng quà như thế này thì cũng là cảm động rất là nhiều và cũng cảm ơn em rất là nhiều. Thôi đừng khóc anh nói chuyện đừng khóc. Nói chung là anh sẽ luôn cố gắng để làm sao không làm em thất vọng. Anh sẽ nói chung là nỗ lực nhiều hơn nữa và sẽ sớm về với vợ yêu của anh. Thương em nhiều lắm. Cụ đường quá. Cảm ơn Hồ nhiều nha. Thôi cảm ơn hơn gì đâu. Tự nhiên hôm nay được gọi nhờ là bạn gái anh quà của người yêu được rồi mua chi vậy? Mua tặng anh. Anh có làm thiệt tùng gì đâu mua tặng. Gì nữa chắc em đi ăn bù. Cái này chơi á mọi người á, giờ chưa gài kèo luôn nè. Đâu okay. Em nói thôi mà ok. Nói chung em cũng muốn nói gì nữa không? Thôi em muốn ngày xong nhờ giả xong rồi đó em làm xong rồi. Ok mọi người hôm nay là tự nhiên là được cầm ấy, cầm mít đi. Ok. Cầm để giữa nè.
Hôm nay là được hai giỏ quà bất ngờ mọi người. Thật sự rất bất ngờ luôn á, mình rất là bất ngờ luôn. Mình không biết là hôm nay là có cái vụ này xảy ra luôn. Nhưng mà nói chung là đây cũng rất là cảm động. Trước á thì ông mình dặn rất là lâu rồi mọi người. Bạn gái mình cứ hâm là tặng quà đầu này nọ tùm lum hết. Mình cứ ngỡ là hôm nay là bạn gái mình sẽ gửi quà từ dưới quê lên cho gia đình mình ở Việt Nam á. Có, có nghĩ như vậy. Có có luôn hả? Có gửi cho mẹ anh. Tôi có kể lát về nhà gọi cho mẹ mới biết nữa. Mọi người đã dặn là không có cho làm gì hết á. Mà nói chung là cái tính của vợ mình là vậy á mọi người. Vợ sắp cưới mình là vậy á. Sao ngọn khui hết vậy trời. Nói chung là hôm nay là cũng sẵn tiện là chia sẻ mọi người một tí vậy thôi. Nói chung hôm nay cũng em có chia sẻ gì nữa không? Hôm nay là chủ yếu là vậy thôi. Vậy thôi ha, kết ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình đến giây phút này. Và bây giờ nói chung hạnh phúc quá mọi người ơi. Bây giờ chắc kết thúc video tại đây thôi. Tại vì không có chuẩn bị để chia sẻ, mình cứ dành không gian cho Hồ thôi. Nhưng mình đâu có nghĩ là Hồ làm cái việc này đâu. Ok. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Bye bye.